Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay Đạt Audio Hà Nội xin giới thiệu với anh em cặp loa Calip. Calip Hennessy. Cặp loa rất hay đến từ thương hiệu của Mỹ. Mời anh em cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp loa. Loa này được làm từ gỗ sồi và gỗ thật luôn. Vách nó dày như thế này. Gỗ thật, gỗ mộc luôn nhé. Rồi chúng ta cùng mở ra xem bên trong nó sẽ như nào. Cấu hình sử dụng bát 30, gân xếp và xếp tẩm dầu, trung kèn, kèn, chép kèn. Rất đẹp. Bên này cũng thế. Bỏ gỗ sỏi cực đẹp. Trong video ngày hôm nay em phối ghép với cả Omni Mazang PM4 Esotech dòng Omni Class A huyền thoại của Mazang, cho chất âm cực kỳ ngọt ngào, chi tiết mềm mại. Mời anh em cùng nghe nhé. Loa Calip Hennessy này độ nhạy lên tới 100 dB, vô cùng dễ phối ghép, đặc biệt là sẽ rất hay nếu các bạn ghép với Omni Class A, Omni đèn, các tính suất âm tụ, tần suất nhỏ thôi. Loa đẹp xuất sắc, thành quách rất đẹp, vỏ gỗ mộc trông sang trọng. Dòng Omni Mazang này cũng đánh rất là hay. Video có nút đỏ, các bác ấn vào đó để đăng ký kênh của em sẽ cập nhật được các sản phẩm mới nhất bên em. Mong các bác ủng hộ nhiều. Số điện thoại bên em 098 358 6968. Đạt Audio Hà Nội ship hàng toàn quốc.